xưa ở bên môi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát thiên tha trong lòng và những ngấn nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thật xa thật xa trong tim bạn bè, những ước muốn ước muốn với bao hy vọng, những sóng gió bao tố có nhau trong đời và nhớ gắng sống xứng đáng cho nhau. Những sóng gió bao tố có nhau trong đời và nhớ gắng sống xứng đáng cho nhau. Học phổ thông Đắk Rông, mọi người ngày ngày. Thầy giáo Nguyễn Phương Nam, bí thư đoàn trường, phó ban. Cô giáo Nguyễn Hạnh Hoa phó thông, xin chúc mừng. Nothing word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch that he know. I got wife and he's scotch, you don't get wins for that. Not another good year, we don't get blimps for that. This the gang still tall, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't do the LeBron dunks. Are you driving la 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 la
đến với cuộc thi Hồ Hộp Phụ Đắk Rông năm 2019. Thí sinh đầu tiên đến với cuộc thi là cô gái mang tên Ben So Kyu. Tiếp theo là thí sinh đến từ Bắc Nam, Bắc Lâm Phú, cô ấy sư của đất sắc Đời Phú. Năm người con đó lớn lên nhanh như sồi, tất cả đều xinh đẹp, khỏe mạnh và thông minh tuyệt vời. Cháy lên đuông nồng biết bao hy vọng, lửa cháy cháy lên rộn ràng anh lửa hồng reo, lửa bập bùng tí tách, lửa hừng hực cháy sang
lửa vui cùng ta. Lửa cháy cháy lên, vỗ tay cho đều, cùng hát hát lên, vang lừng tiếng ca tuổi xuân. Lửa bập bùng tí tách, lửa hừng hực cháy sang, lửa vui cùng ta. Cháy cháy lên ươm nồng biết bao hy vọng, lửa cháy cháy lên rộn ràng anh lửa hồng reo, lửa bập bùng tí tách, lửa hừng hực cháy sang, lửa vui cùng ta. Lửa cháy cháy lên, vỗ tay cho đều, cùng hát hát lên vang lừng tiếng ca tuổi xuân. Lửa bập bùng tí tách, lửa hừng hực cháy sang.